Giải thưởng Bất động sản quốc tế, giải thưởng thường niên uy tín tôn vinh những dự án kiến trúc xuất sắc nhất, vừa vinh danh và trao giải thưởng kiến trúc xuất sắc cho dự án Vega City Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với các hạng mục khách sạn mới có kiến trúc, thiết kế và xây dựng tiêu biểu nhất. Dự án phát triển khu nghỉ dưỡng và phức hợp tốt nhất. Dự án này đã vượt qua đánh giá nghiêm ngặt của đội ngũ ban giám khảo quốc tế, chuyên nghiệp và xuất sắc, giành được 4 đề cử cho hạng mục tốt nhất châu Á-Thái Bình Dương.